À, một số anh em đặt cho tôi một câu hỏi như thế này là: anh Hoàng ơi, bây giờ làm sao để biết được rằng đây là một bất động sản đắt hay rẻ nhỉ? Xin thưa báo cáo các đại ca là những người đặt câu hỏi này thì thứ nhất là gì, làm ông mới vào nghề nhé. Ông mới vào nghề thì ông ý không biết thế nào là đắt là rẻ nên là ông hỏi câu này. Cái thứ hai nữa là ông làm lâu năm rồi nhưng mà ông ngáo, nói thật là trình độ non nên ông không có quy trình định giá, có phương pháp định giá và không có cái thông tin đầy nhiều, không có thông tin nhiều để so sánh nên ông cũng chả biết thế nào là đắt là rẻ. Đấy. Đấy. Và ông cũng vô tâm, nói thật là ông cũng vô tâm nhá, không có một cái sự hiểu sâu về bất động sản nên ông cũng không biết đắt rẻ là như thế nào. Đấy. Cái lý do thứ ba mà các đại ca hỏi cái câu như này là do chúng ta đến một cái thị trường mới nha. Có thể các bạn mới hoặc là các bạn làm lâu, nhưng khi chúng ta đến một thị trường mới thì chúng ta cũng không biết thế nào là đắt là rẻ. Vậy thì làm thế nào để nhanh chóng chúng ta biết một bất động sản đắt hay rẻ? Thì thực ra thì để mà biết được bất động sản đắt hay rẻ thì chúng ta cần phải có một cái quy trình định giá một bất động sản bất kỳ nhá. Khi chúng ta áp dụng đúng bước này thì chúng ta sẽ biết được là nó là đắt hay rẻ. Đấy. Thế thì tôi khi tôi đi mua bất động sản ở một nơi nào đó hoặc là những nơi tôi quen hoặc là những nơi tôi lạ tôi không biết thì tôi thường áp dụng những cái bước sau để tôi định giá một bất động sản và tôi biết được nó đắt hay rẻ. Cái bước số 1 là gì? Là tôi phải so sánh nhá, so sánh với ít nhất là 10 bất động sản nhá, so sánh với ít nhất nhá, tối thiểu nhá là 10 bất động sản tương đương. 10 bất động sản tương đương thì lúc đó tôi mới biết được giá như thế nào là đắt rẻ nhá, giá chung đã nhá. Rồi bước số 2 nhá, đầu tiên là so sánh giá chung. Giá chung thôi nhá, là tôi thấy rằng nó rẻ hơn mặt bằng thì ok, cái đấy là bắt đầu là có dấu hiệu của rẻ, đúng không? Đấy. Xây xong bước số 2. Nhà tôi thực hiện bước số 2 khi định giá bất động sản là gì? Là tôi phải điều tra. À, điều tra ở đây nó có những cái vấn đề sau này, về phong thủy, xem là ví dụ mảnh đất nó có màu mả tại sao lại rẻ hơn hẳn. Liệu nó có màu mả hay cái gì không? Có vấn đề gì không? Có tranh chấp, có kiện tụng gì không? Điều tra nhá. Được chưa? Đấy, điều tra về phong thủy, về pháp lý nhá. Đấy. Tiếp theo cái điều tra số 2 là điều tra về hàng xóm láng giềng, về môi trường, về cơ sở vật chất xung quanh. Có những vùng rất là rẻ, có những vùng đất rất là rẻ, đúng không? Nhưng tại sao nó lại rẻ? Có thể là môi trường ở đấy nó bị ảnh hưởng, hoặc có thể có những cái công trình ở xung quanh nó làm giảm giá trị bất động sản xung quanh. Ví dụ như vậy, chuẩn bị khắp khởi công cái bãi tha ma gần đây chẳng hạn thì thôi anh em ạ, rẻ thì chết đấy nhá. Đấy, ví dụ như thế. Đấy thì chúng ta phải điều tra về cái phong thủy tâm linh ở tại cái mảnh đất đó. Thứ hai là hàng xóm láng giềng. Thứ ba là gì? Là những cái công trình ảnh hưởng xung quanh. À, liệu rằng có những công trình làm giảm giá hay có những công trình làm lên giá, ở đây gọi là quy hoạch. À, quy hoạch hoặc là những cái công trình có sẵn. Đấy, điều tra không gian xung quanh ảnh hưởng. Đấy. Thì chúng ta tìm hiểu những cái vấn đề đó để chúng ta có điều tra thứ tiếp theo, thì thứ tư nữa nhá, là chúng ta phải điều tra về pháp lý, về giấy tờ, xem là cái điều kiện đăng ký mua bán sang tên ở khu vực này nó có thuận lợi, nó có vướng mắc gì không. À, anh em mình dùng không đấy, thì rồi thì pháp lý về sổ đỏ, nguồn gốc của nó, hiện trạng đang như thế nào để chúng ta có cái định giá chính xác. Thế phương pháp số 1 là so sánh mặt bằng chung, phương pháp số 2 là điều tra về mảnh đất đó, tại tâm linh của mảnh đất, về không gian xung quanh, về hàng xóm láng giềng, về tiện ích xung quanh và về những cái quy hoạch xung quanh đó. Đấy, để chúng ta nắm được cái bất động sản còn đáng giá để mua hay không. Đấy. Khi thực hiện những cái yếu tố đó xong thì tiếp theo là tôi thực hiện bước thứ ba là chắc cú nhá, chắc cốp. Tôi mua bất động sản chắc cốp lắm anh em, thông cảm nhá, xuống tiền tiền mình mất tiền ở shop anh em phải chắc cốp nhá. Điều tra thứ ba là có một bước nữa các bác có thể sử dụng là gì? Một là hỏi môi giới nhá, hỏi mấy ông môi giới xung quanh, hỏi ba bốn ông vào, năm sáu ông được, anh định mua cái mảnh như thế này ở khu vực này thì có hợp lý hay không, thì các ông sẽ trả lời cho mình hợp lý hay không hợp lý nhá.
thêm một bước nữa các đại ca, trời này chắc cốp này, dí cho ngân hàng và em ơi, anh định vay, anh mua mảnh đất này, anh định vay này, anh thấy chấp này. Đấy, thế em kiểm tra cho anh xem là định giá cho anh xem cho vay được bao tiền. Đấy, thế thực hiện đúng 4 bước này cho tôi đảm bảo là các bạn mua ít khi bị hớ lắm. Tất nhiên là vẫn bị thôi, nhưng mà rất là ít có khả năng bị nhá. Kiểu gì các bạn sẽ biết được thế là đất bất động sản đắt hay rẻ. Tất nhiên là đấy, các bạn mua thì các bạn định giá đúng đắt hay rẻ. Còn ông môi giới thì nói thật với các đại ca là chúng ta không thể thực hiện nhiều bước như vậy được. Ông môi giới thì việc ông chỉ thực hiện 2 bước thôi. Bước 1 là kiểm tra xem là giá thị trường xung quanh cái mặt bằng ra thế nào. Đấy. Và thứ hai là xem sổ sách giấy tờ ra làm sao, nó có vấn đề gì không. Đấy, 2 bước thôi, chứ còn nhiều quá cậu không làm được nhá. Thì bây giờ còn có hàng trăm căn, hàng nghìn căn mà căn nào đi điều tra như thế thì cũng hơi khó, hơi mệt nhá. Thế thì sau khi chúng ta đưa khách vào thì cùng với khách điều tra đàm phán thì chúng ta mới dần dần chúng ta biết được căn này đắt hay rẻ. Nhiều căn nghe rất là rẻ, rất là ngon, nhưng mà vào mới táo hỏa ra là mẹ nhà lại tranh chấp mãi không bán được. Đấy, thành ra lại rẻ. Đấy, thế nên là để biết được bất động sản thế nào là rất là rẻ thì tôi thực hiện 4 phương pháp. Một là so sánh xung quanh, hai là gì, là điều tra 4 bước. Thứ nhất là điều tra cái tại cái mảnh đất đấy không có cái vấn đề về phong thủy không. Đấy, thứ hai là điều tra về hàng xóm láng giềng. Đấy, thứ ba là điều tra về giấy tờ pháp lý. Thứ tư là điều tra về quy hoạch, những cái công trình xung quanh nó có thể ảnh hưởng lên giá hay hạ giá của bất động sản không. Đấy, thực hiện 4 bước điều tra xong rồi tiếp theo là cái việc thứ ba nữa là tôi gì, là nhờ môi giới, hỏi môi giới định giá. Chắc cốt là pháp thứ tư, hỏi ngân hàng. Đấy, các bạn yên tâm là sẽ ít khi bị vố đắt lắm nhá. Rồi thì cảm ơn anh chị em rất là nhiều, là hy vọng giúp anh em là định giá được bất động sản một cách chất lượng và hiệu quả nhá. Rồi hẹn các bạn anh chị em trong video sau, nhớ ấn nút đăng ký nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.